dừng nước lo biết lòng chẳng xa, người thân với nhau biết buồn đau, anh em một nhà ta phải đùm bọc lấy nhau. Cứ xa ta là nhiều hận thù lớn, vì hào phú quý ham lợi cùng nhau mà quên mất đi bao thị phi. Anh em một nhà hận thù nhau sao cho buồn đau, đâu nghĩa đau từng máu cho ra. Tình anh em đâu mãi người xa. Buồn đau, sống trong một nhà hận thù nhau sao cho người đó. Anh nhớ lấy sao chỉ có cha mẹ mà cho con không tính toán chi, là anh đi sắp khỏi cũng không muốn trăng chân. Tình anh em chẳng hơn một người yêu. Phước, sao rồi em? Em theo cái khai xong chưa? Dạ chưa xong. Ba nói em phải tranh thủ theo cho kịp để tặng cho chú Hưng. Chú sẽ về nước sớm đó. Em cố gắng làm nhanh nha. Chú Hưng á là ân nhân của gia đình mình. Mà cũng hay thiệt, ở đâu xuất hiện đúng lúc cứu gia đình mình. Phải nói là ba mình là ăn ở có đức lắm mới được gặp vậy đó. Cái chuyện ngoài chợ đó, hôm bữa đó anh sợ thiệt á, lộn xộn hết trơn luôn. Nào là lo cho thằng Bảo, nào là lo cho em. Mà bây giờ em còn đau không? Anh xức dầu cho. Anh còn quan tâm đến em sao? Không phải anh định bỏ cả nhà mình đi hát hả? Anh hứa với em anh sẽ không bao giờ đi hát nữa. Anh cũng sai rồi. Lúc nào anh cũng làm theo suy nghĩ của mình mà không cần quan tâm đến tâm tư tình cảm của người khác. Em biết không, lý do mà anh bỏ đi hát á, một phần là anh biết được mẹ Hạnh không có thích anh. Thật sự là mẹ Hạnh không có muốn ba nhường lại một phần tài sản cho anh. Với lại á, anh biết được Phong á, nó khát khao được làm chủ chạy gà lắm. Chính vì vậy mà anh bỏ nhà anh đi. Anh không muốn mọi người phải khó xử gì anh. Nhưng tình cảm của em thì có ăn nhầm gì? Tại sao anh lại nhường em cho anh Phong? Thật ra thì chuyện tình cảm của hai đứa mình làm cho anh khó xử lắm. Anh nói thiệt là thật sự anh không muốn nhường em cho Phong đâu. Bởi vì anh sợ là mọi người không chấp nhận tình yêu của chúng ta. Anh khổ thì không sao, nhưng mà em là con gái nó khác. Anh không muốn muối rìu dư luận chĩa vào em, rồi lúc đó em lại đau khổ, em lại buồn. Em không quan tâm đến mối điều dư luận. Em cũng không sợ bất cứ điều gì có thể ngăn cản tình yêu của em dành cho anh. Anh có biết chính lời từ chối của anh đã làm cho em đau khổ gấp ngàn lần không? Em chỉ cần tình yêu của anh thôi. Anh Nguyên, anh nói thật đi, anh có yêu em không? Thank you.
Rồi, bây giờ em cứ ngồi đây, ngồi đây. Cầm cái đàn ra, cầm cái đàn ra. Ngồi đây ha. Đúng rồi, cầm cái đàn ra. À, dạ. Cái tay này cầm bên đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chính xác, chính xác. Làm gì anh? Bây giờ em để cái dàn lên trên vai em. Đó, vai em. Rồi cái cây đó, em để như em đang đánh đàn. Rồi, nhé. Không, cái mặt em hướng ra trước, hướng ra trước, hướng ra trước. Cặp mắt liếc qua. Đúng rồi, liếc. Hướng ra bên kia nữa. Liếc qua, liếc. Đó, đúng rồi, chính xác. Đó. Mắt liếc. Yên tâm đi, góc máy nó hỗ trợ em hết, được không? Được không? Rồi nè, tôi đây nè. Rồi, chuẩn bị nè. Rồi bây giờ vậy. À, bỏ cái này này. Dạ. Bỏ cái này lên. Bỏ thuốc. Rồi. Lên, lên cái này. Cầm cái này lên. Đó, giống như cầm cái kiếm vậy. Đó, vậy nè. Cái mặt em ngước à, ngước à. Kênh cái mặt lên, kênh cái mặt lên. Giống như là khách đầu đứng mình á, thấy không? Mình kênh lên. Nhìn qua đây chút xí, nhìn qua đây chút. Cái gì vậy anh Gạo? Thế thiếu gì ta? Cái gì nữa? Vậy nó mới đẹp. Đó, đó, vậy nó mới gợi cảm, em hiểu không? Hiểu không? Cơn cái mặt lên. Cơn lên, đúng rồi, đúng rồi. Đây là đó. 1, 2, 3. Đẹp lắm, đúng rồi. Cái mặt nhát gì đó, giờ anh giãn với anh. Bỏ kiếm qua bên. Bỏ cái đèn qua bên luôn. Dạ, giờ làm gì anh? Bây giờ, đứng lên đi. Đứng lên. Đứng lên nha. Đó, rồi. Đứng lên. Đứng lên, đúng như thế nè. Đó, thấy không? Dạ, đó. Dạ. Mặt ngửa lên, ngửa lên. Đó, nhìn lắm. Hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Ủa, sao anh nằm kì vậy? Trời ơi, cứ tư thế, mình chụp dèm nó mới thấy hết được cái góc cạnh khuôn mặt em được không? Để chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đứng lại. Cái gì? Mày đứng lại. Cái gì? Mày đứng lại. Cái gì? Ha, dễ sợ ha. Mày dụ dỗ con gái tao chụp hình xác hả mày? Hả? Tôi có mặt. Mày làm gì ở đây vậy? Mẹ hỏi con làm gì ở đây mới đúng. Nghe, cũng may á là bạn của mẹ thấy được con vào trong cái tiệm chụp hình này, gọi điện báo cho mẹ biết. Chứ mẹ mà tới trễ đó hả, là những tấm hình xét của con á, làng xóm người ta thấy hết rồi băng nhục. Hình xét gì đâu mẹ, này chụp bình thường mà, qua dạ. Làng xóm đâu. Bình thường hả con, đây, con dợp đi, con dợp đi. Bình thường hả, cái dây áo đâu hả, cái dây áo đâu, ai của mày kéo lên. Không kéo. Mày tính phi tang vật chứng hả mày, đó. Mẹ hỏi con nè, bây giờ nó kéo cái hai cái dây áo con xuống, mày im lặng. Nghe, nó kéo cái váy mày lên, mày cũng im lặng. Rồi một hồi á, cái váy một nơi, còn cái người mày một ngã. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là chụp hình gì? Chụp hình gì? À, mày khỏi cần phải nói, mày há cái miệng ra thôi à, là người ta biết mày chụp hình xét rồi. Bác ơi, Kiến, thật sự con chụp hình bình thường nghệ thuật mà bác ơi. Mày qua tao xử mày. Không. Nghe đâu, mày làm gì tao vậy? Dạ con run quá, con bấm lỡ tay. Tôi cấm cậu chưa, tôi không cho phép cậu chụp hình tôi nghe chưa. Cậu nói cậu đàng hoàng hả, cậu chụp hình nghệ thuật hả? Dạ. Nghệ thuật chỗ gì đó, con người ta mặc váy ngắn như vậy nè nha, hở hang vậy đó, rồi mày nằm dài xuống, mày chỉa cái máy lên, gọi là nghệ thuật đó hả? Con sao? Con bác ơi, nhưng mà thực sự con làm việc rất đàng hoàng, con không có ý gì hả bác? Đàng hoàng cái con khỉ, nếu mà đàng hoàng á thì đi làm kiếm tiền phụ cha phụ mẹ. Dạ. Chứ không phải rảnh mà tào lao đi chụp ba cái hình xét này biết chưa? Tôi nói cậu biết rồi, bữa giờ làng sớm ở đây than phiền cái tiệm chụp hình của cậu ghê lắm. Người ta vào đây nè để mướn đồ cưới, mướn đồ kỷ niệm, mà cậu nghĩ làm sao cậu cho bà già mặc cái áo hai dây, còn đàn ông thì mặc ơ bó sát đu tên bá tướng. Con người hành tinh là tới hả, ăn mặc kiểu này không phù hợp ở đây đâu. Còn nếu á mà muốn tìm người mẫu nào hở hang chụp hình cho cậu á, đi lên Sài Gòn mà kiếm. Tôi mà thấy cậu mà rủ con gái tôi vào tiệm chụp hình của cậu nè, tôi phá nhà của cậu, tôi đốt tiệm luôn, cậu biết chưa? Cậu làm gì á? Dạ không, bác ngạc lớn quá. Con không hiểu, con bấm lửng lúc. Mẹ cái gì? Đứng đây làm gì? Thay đồ đi về. Dạ đi về. Bác tắt cái thấy bác. Cháu cửa. Không hiểu. Con bị chửi cha. Tôi chụp hình nghệ thuật thiệt mà. Mày đi xuống đây. Mẹ. Mẹ mẹ cái gì? Quá lắm rồi ha. Tao mà không bắt kịp á hả, chuyện gì sẽ xảy ra? Trời, đi xuống đây. Là có cái gì đâu. Có gì có hả? Mẹ. Mẹ cái gì mà mẹ? Mẹ con quê dữ à. Ủa, mẹ đã nói với con sao? Cái nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là phải cưa thằng Long Nguyên, chứ không phải đến đây là ba chuyện tào lao thằng cám. Anh tin gạo mà mẹ. Tao thích kiểu bằng cám á, nó làm gì tao? Mẹ, mất con của anh Nguyên cũng phải từ từ chứ, không phải cùng ngày một ngày hai mà được liền đâu. Ủa, từ từ là bao giờ?
bây giờ cái trại gà sắp sửa khai trương hoạt động trở lại rồi, mày không tranh thủ mày cua nó để mày lấy lòng nó yêu mày thì mai mốt cái trại gà nó phát bạc rồi hả, lúc đó con khác nhào vô yêu nó, mẹ con mình hả không có gạo mà ăn á. Dạ cô yêu con. Ai kêu mày? Con mới nghe kêu gạo mà. Tao nói là không có gạo mà ăn chứ tao không kêu thằng gạo. À dạ con hiểu rồi. Ủa ê, mày nghe lén chuyện má con tao hả? Hello con mới chạy xuống mà. Vậy mày không nghe phải không? Dạ không nghe. Đi về đi mày. Dạ. Ơ à, tìm của con. Vậy thì tao về. Ghét thằng cám nó ghê vậy. Ủa con thằng gạo. Tao ghét thằng cám gạo. Sao con bị chịu lăng nhấp vậy? Ừ, em có sao không? Đi đúng sẽ cẩn thận chứ em. Thôi, đến phụ cho. Mấy đứa là con gà nè. À, mấy con gà này cũng thuộc loại giống tốt nha. À, tuy là nó không bằng cái đám gà hàng xóm cho mình, nhưng mà ba tin với cái đàn gà này á, mình có thể gầy dựng lại cái trại gà mình được. Ba ơi, giấy phép ba xin sao rồi ba? Sáng ba có đi rồi. Dạ. Ở trên họ hứa là họ sẽ cấp giấy phép lại cho mình. À, dạ. Chỉ nay mai thôi họ xuống họ kiểm tra, họ thấy trại gà mình đạt chuẩn là họ cấp phép thôi. Giờ mình phải làm nhanh lên để có cái họ cho họ coi, hiểu không? Dạ. Chứ bà biết chuẩn bị gì là tốt á. Bảo đâu xong chưa ra phụ. Bảo đang học bài. Anh hai, trời ơi người anh hai mồ hôi không à, để em lau cho anh hai nha. Thôi mà Ngọc, có mồ hôi đâu mà lau. Có mồ hôi quá trời, này có mồ hôi trên mặt trên mũi. Thôi mà, bên này cũng có mồ hôi nữa nè. Thôi mà, để em tự làm. Để em lau cho, trời mồ hôi nhiều quá không có tốt đâu, để em lau cho. Ngọc. Không có sao hết trơn, để em lau mồ hôi cho mà. Ngọc, xe ra. Gì vậy? Xe ra. Làm gì sao em mày? Ây á. Làm cái gì mà hai đứa ôm ấp nhau vậy hả? Con lau mồ hôi cho anh hai mà ba. Có gì đâu, tụi nó thân mật mất chút xíu mà ông làm thấy ghê quá. Ba, mày nói đúng quá ba. Nhưng mà tụi nó là anh em, không có được ôm nhau vậy. Lỡ mọi người thấy được còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng mà các anh em được thịt máu mũi đâu. Nếu mà tụi nó có lỡ yêu nhau cũng đâu có gì. Mà nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả? Đúng là không phải là anh em bằng ruột thịt máu mũ, nhưng mà tụi nó là anh em. Đó tới giờ ở đây bà con hàng xóm ai cũng biết tụi nó là anh em. Làm gì là không có được. Bà cấm nghe chưa? Từ nay sắp tới hai đứa mà ôm nhau vậy hả, là đừng có trách ba nghe chưa. Ông sao kỳ vậy? Đang vui vẻ làm tự nhiên mất hứng à? Hứng cái gì đây? Ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ. Mày làm gì chạy như ma dí mày vậy mày? Con thấy á, hình như là chạy gà ăn quà của nhà ông Quảng hoạt động trở lại rồi. Cái gì? Có thiệt gì không? Chính mắt con nhìn thấy mà. Bên đó mọi người đang sửa sang lại chuồng trại, đóng cọc, giăng lưới.
làm việc rất là vui vẻ. Vốn ở đâu mà nó dai lẹ như vậy? Tao không thể nào chấp nhận như thế được. Vậy bây giờ mình tính sao đây ông chủ? Chạy gà bên đó mà hoạt động lại á, người ta sẽ giành hết khách hàng của mình luôn đó. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mình sẽ thực hiện phương án hồi chiều tụi bay bàn với tao, là qua đập nát chạy gà của nó. Mày đập làm sao ăn ta vô, khiến tụi nó ngốc đâu lên không được. Mẹ, mày qua bển rồi hỏi coi xem ba còn giận con không. La gì sợ ba dữ vậy? Trời ơi, sao mà không sợ? Lúc nãy mẹ không nghe ba la dữ dội hả? Ba kêu hả? Tụi nó là anh em, không được ôm ấp nhau như vậy. Trời ơi, có khi nào ba đuổi con ra khỏi nhà không? Là tại con. Sao tại con? Mày làm lố quá. Rồi ba mày thấy ngứa tai gai mắt, ông mới la vậy. Nè, nhưng mà giữa con với thằng Nguyên á, hai đứa tụi bay đâu phải là anh em ruột thịt đâu ha. Bây giờ mày á là con của tao với ba mày, còn thằng Nguyên á là con của bà Phương với ông Phúc. Ba mày không có dính líu gì hết á, cho nên tụi bay có quyền yêu nhau, không có gì sai trái, không có gì mà sai với đạo lý thường tình hết á. Biết là biết như vậy, nhưng mà ba đâu có chịu. Chứ lại con thấy anh Nguyên cũng đâu có chịu con đâu. Mỗi lần con sáp vô cái là ông đại con ra tới bật ngửa không à. Ôi mày dẹp cái kế hoạch này giùm con đi. Cái đó là vô tình thôi, chứ nó không cố ý. Trời nóng nắng quá mà mày cứ sáp vô thì nó vung tay ra, lỡ con té. Nhưng mà con vừa té là nó đỡ con liền, thì có nghĩa là nó vẫn thích con. Nó có thích con mới đỡ con chứ. Ui, đàn ông con trai có gì chứ nhát lắm đó. Đàn ông con trai mà nhát hả mẹ? Trời ơi, con là phụ nữ nè, con không có nhát thôi chứ mắc mớ gì đàn ông con trai mà đi nhát. Phải, ý mẹ nói là tính của thằng Nguyên đó coi vậy cái nhát lắm, đừng có làm quá cho nó sợ, cái gì cũng phải từ từ nha. Ôi, mẹ con thấy không được đâu mẹ ơi. Thôi bây giờ vậy đi, nghe mẹ nói nè, tụi bay vẫn yêu nhau được, đừng có ngại ba cái chuyện mà là anh em gì hết đó, không có gì sai hết á. Bây giờ nếu mà thuyết phục ba mày á, cho hai đứa bay yêu nhau cái bộ khó đó, thì mình phải chơi cái chiêu khác. Chiêu gì mẹ? Nặng hơn. Mình phải chơi cái chiêu gạo nấu thành cháo. Mẹ ơi, mẹ lộn rồi. Gạo nấu thành cơm mà cơm mới thành cháo được. Bỏ qua cái giai đoạn thành cơm đi, mà thành cháo mà như luôn đó. Có nghĩa là mày phải có bầu với thằng Nguyên, thì lúc đó ba tụi bay mới chịu. Trời ơi, mày nói gì kỳ vậy? Chị ba. Chị. À, cho tôi 2 lít rượu ngon đi. Trời ơi, hôm nay nhà mình có tiệc tùng gì mà mua rượu ngon nhiều vậy chị? Tiệc tùng gì đâu, chẳng qua là chạy gà của nhà tôi á sắp sửa làm lại, cho nên ông nhà tôi thấy vui quá mới kêu là mua rượu làm mấy món ăn để ăn mừng đó mà. Ủa vậy nhưng mà mấy lít đây? Dạ 2 lít. Rượu nhà mình là ngon lắm á nha, dạ. Lâu đáo để luôn á. Vậy là có cơ hội thực hiện kế hoạch rồi. Tôi đi nha. Dạ cảm ơn nghe chị, có gì qua hú thêm nha. Dạ. Mẹ, con mua đủ rồi nè. Mẹ kêu con mua thêm cái thứ đó đó. Mua không? Có mua rồi, đây nè, đây nè. Trời ơi, có gì đâu, thuốc an thần mà mày làm cái ghê vậy. La ôm sờ mà. Nè, thuốc này á bỏ trong đùi nè nha. Rồi mẹ pha lại, mẹ cho thằng Long Nguyên nó uống, bảo đảm là nó sai, nó ngủ đó một chiều không sao nó mới tỉnh dậy. Lúc mà nó đã sai xỉn rồi đó, coi cái gì con đưa nó vào hành sự. Trời đất ơi, cái gì đây, cái gì bà? Trời ơi, sao mẹ làm gì kỳ vậy? Rồi tí này mà nữa thất bại là bất khả chi lớn dài luôn nha. Chú làm đám cưới mà mẹ cứ con làm chuyện gì kỳ vậy? Thôi con làm chuyện lỗ vốn vậy đó. Mày ngu quá à. Tao đâu mày làm thiệt đâu mà la ống ống là như vậy. Với lại nó đã sai xỉn, nó ngủ như vậy rồi á hả, nó biết cái gì nữa mà làm. Mày chỉ có việc mày đưa nó lên giường, sau đó là con nằm kế bên nó, rồi mình đóng kịch như là thiệt gì đó. Sáng hôm sau á, mẹ kêu ba vô chứng kiến thấy là xong. Trời ơi, mẹ thông minh quá. Nhưng mà chưa có chắc ăn đâu, con phải tìm cái cơ hội nào đó để chứng tỏ cái tình yêu của con đối với nó là thật lòng, để nó yêu con lại, hiểu không? Trời ơi, phải chứng minh là yêu thật lòng đó mẹ. Cái này có bộ khó nghe. Khó, phải làm như vậy mới đảm bảo là nó không yêu con khác. Dạ. Được không? Dạ. Dạ. Mày uống dữ ha. Bữa nay uống cũng dữ ha. Ừ để chú. Ừ. Vô con. Vô. Ừ. Đây. Mồi ngon chuẩn bị cho chú luôn. Rồi, đây nó chú. Chú ăn đi. Rồi. Rồi đây. Mồi ngon.
Cái gà này gà chín chủ, gà bên trại chú biết rồi. Dạ. Còn cái rau này cũng ngon nha. Cái rượu cũng ngon nữa. Mà chú nói con nghe. Dạ. Tuần lễ nay là 7 con gà rồi. Ngày nhậu con thì phí quá không con? Mấy giờ mình gom lại cho nhiều nhiều nhậu một lần đi. Hả? Thì con chú thân nhau quá mà. Ừ. Thì chú cũng ngại, chú nhậu quá vậy rồi. Sức đâu chú nhậu 3 con nữa. Thì đó. Ừ, chú. Ừ. À, thật ra hôm nay con qua đây á, con muốn nhờ chú một chuyện. Chuyện gì? Không có chuyện gì làm có được chú hết trơn. Tuần lễ nay rồi là coi như là 7 con gà rồi, mỗi con một chuyện, hiểu luôn. Có chuyện gì cứ nhờ chú, hai nhật này sẵn sàng giúp đỡ cho con thôi. Nói dạ. Chung đối chú không có chuyện gì khó đó, chuyện nào nó cũng nhỏ nhỏ như con thỏ đang ngậm cỏ mà không có cỏ nên ngồi chu mỏ thôi. Rồi nói đi con. Để con lấy rót dùng một ly nữa để tinh thần coi. Mấy tinh thần nói trời ơi, chuyện gì quan trọng phải vô mới có tinh thần ghê con. Từ từ chú. Rồi làm cản cái là lấy tinh thần nói ha. Dạ. Mày rót lầy quá, vi phạm. Rồi, nói đi con. Dạ thì con thêm một ly nữa chú. Ai vẫn mặt. Ủa nhậu gì vậy? Chuyện gì ghê gớm, muốn hai ba ly có can đảm bình tĩnh nói được chứ vậy con. Quan trọng lắm chú. Quan trời chứ gót vô cái uống đây nè. Rồi con không được uống mà chú không. Rồi dạ. Chuyện thì, gì nói chú nghe. Yên tâm không gì sợ, chú giúp cho. Chuyện gì nói đi. Dạ con yêu em Hương chú à. Sợ chú Hai. Chú Hai sao vậy? Chú bữa nay công nhận cái rượu này nó mạnh quá. Cái gà thì biết là xuất phát gốc gác nó, còn cái rượu không biết là ở đâu mà sao uống chưa gì chú muốn xỉn rồi. Chú nghe không rõ con nói lại cái gì con. Dạ con yêu em Hương. Cái gì mày yêu em Hương là mình chúng ta làm như vậy. Sao vậy con? Trời ơi, con nghĩ sao mà con yêu em Hương? Con với Hương là hai anh em mà sao yêu nhau được? Thì chú cũng biết hoàn cảnh của con rồi, cho nên á, chú là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của con với em Hương là như thế nào mà, đúng không chú? Trời ơi, chú biết rồi. Mặc dù Hương với con là anh em. Dạ. Mà anh em ruột. Tại vì Hương là con riêng của mẹ Hạnh. Nhưng mà không được. Trời ơi, đó. Ba con mà biết chết liền. Mày biết tánh ba mày rồi đó. Trời ơi, Phong ơi, tiêu gì gái mà trên đời này hết gái. Sao mà con yêu em á. Chú, từ nhỏ lớn á, người con gái ảnh hưởng tới con nhất á là em Hương. Thì chú cũng biết em Hương rồi, dù đẹp người á, dù đẹp nết, luôn quan tâm á, giúp đỡ mọi người trong gia đình và săn sóc cho đàn gà của nhà con. Chú nghĩ đi, nếu con và em Hương á đến với nhau, hai tụi con sẽ tìm cách phát triển đàn gà hơn. Thì lúc đó đúng với tâm nguyện của ba con rồi còn gì, đúng không chú? Chú ăn đi chú. Chú thôi được rồi, chú luôn là người ủng hộ con. Dạ. Nhưng mà chú sợ hàng xóm dị nghị con ơi. Cái gì đâu mà dị nghị. Con biết á, cái lời nói của chú hả, rất là có trọng lượng. Ai nói gì nói ba con không nghe. Nhưng mà riêng chú á, con không hiểu sao nha. Chú nói gì ba con không nghe hết trơn á. Chính vì chú khéo ăn khéo nói vậy á, con mới qua đây, con mới nhờ chú giúp đỡ con, nói giùm con. Chú, thôi giờ mấy con đem dĩa gà này về, con tâm sự trực tiếp với ổng đi, khỏi thông qua trung gian là chú được không? Đâu được, con nói ba con không nghe, riêng chú thôi. Chứ có một mình chú là ba, con nghe lời chú thôi à. Chú, lời nói chú á, rất là có giá trị. Con nói thiệt. Chú. Được rồi. Đó. Tưởng gì, ba chuyện này nhỏ mà, đúng không? Không biết có mà. Chuyện gì mà làm khó hai nhật này được đó. Nói chung cái chuyện này nó nhỏ. Thôi khỏi nhắc lại nữa đi. Chú hứa nha. Thành công. Đợi tin của chú. Đúng à. Rồi. Rồi. Chuyện gì. Rồi.
à. Mời chú một ly nữa. Mời má. Vô. Dạ nha. Con mời chú. Dạ. Gì vậy? Run. Run gì? Giết người hả? Bỏ vô đi. Thuốc cũ mà mày làm cái ghê quá à. Bỏ cái này lỡ chết người sao mẹ? Dạ thuốc an thần. Bất quá bỏ vô lố tai thì ngủ sai chừng 2-3 ngày thôi ta tỉnh dậy. Có gì tao chịu trách nhiệm cho. Phải không đó? Có chuyện gì xảy ra là con khai mẹ ra à. Mày sao mày hèn quá à? Lắc cái chai lên. Cất cái này vô túi đi. Lắc nhiều cho bà, lắc quá bể chai thuốc thế vô đó. Trời, nó màu tao. Rồi, tan vô. Rồi đó, rồi, bưng ra. Ê, dạ. Bưng ra hả? Dạ. Bây giờ tao hỏi mày nè, năm chai gì nè. Mày biết chai nè là chai có thuốc, chai nào không có thuốc để đưa cho thằng Nguyên uống. Trời ơi, mày khinh thường. Nó có mới bỏ vô xong mới đặt xuống đàng hoàng chai này. Chai này phải không? Ừ. Chắc chắn là chai này phải không? Chai này. Bây giờ mày nhắm mắt lại đi. Chi mẹ. Thì mày cứ nhắm mắt lại đi. Rồi nó nhắm rồi đó. Làm gì vậy? Mở mắt lại đi, chai nào? Thì chai này. Trời ơi, con nói rồi mà. Chai này nè bà. Tôi mới xoay cái mâm rượu lại đó. Ủa? Tao với mẹ đổ của con vậy? Ủa, vậy chứ giờ con nghĩ đi. Con cầm cái mâm ra đây nè. Quay ra mày đưa vô bàn tiệc là khác góc rồi, đúng không? Ờ. Trời ơi, mẹ muốn phân biệt gì dở ợt đó. Rồi, chai này đúng không? Đó, để nguyên vậy. Vậy biết liền gì đâu. Vậy đem ra. Ừ. Chẳng khác nào mày thú tội, mày là người bỏ thuốc cho thằng Nguyên uống. À, mẹ nói gì kỳ cục đó, con thú tội hồi nào con có nói lời nào đâu. Mày ngu lắm. Tao nói một mà mày không hiểu được tới 10. Bây giờ tao nói cho mày hiểu tới 11 nè. Bây giờ cái chai này là chai có thuốc. Mày đem thằng Nguyên nó uống. Nó uống thì ngủ sai. Ngủ sai 2-3 ngày. Nó sẽ thắc mắc tại sao uống rượu mà ngủ sai 2-3 ngày. Rồi đó nó sẽ nhớ lại cái quá trình mày là người bưng cái mâm rượu ra. Lúc đó nó sẽ nhớ lại là hôm đó cái bàn rượu này nè, tại sao có 4 chai nó trong một hướng này và có một chai tách biệt đi ra. Thì có phải nó sẽ là nghi chứng chai này là chai có thuốc để cho nó ngủ sai không? Ngu. Thông minh ghê luôn á. Trời, tao thông minh tao mẹ mày chứ. Không, còn có cách. Trời ơi, còn thông minh dữ lắm. Cái gì? Đây. Đó. Đó. Vậy là ổn, không ai phát hiện nữa hết, được chưa? Thôi. Vậy cũng không bảo đảm nữa. Ủa, cái gì nữa vậy mẹ? Đây. Lấy gì nha mẹ, cái kéo đi. Kéo nè mẹ. Tính làm gì? Cắn không? Chứ cắn. Xoay quá vậy tao quan mang mày. Đó. Mày cắn gì đó không? Ừ, chai này. Mày uống thử coi. Đó. Mời. Cái cắn chai đó nha. Anh giống mày dán cái này vô nè. Con chỉ việc đem ra, thấy cái chai mà có dấu đỏ nè là chai của thằng Nguyên. Oh yeah. Mẹ thông minh quá. Thôi để bưng ra luôn. Cái gì nữa mẹ? Nè, đi ra bằng tiệm mà ăn mặc vậy hả con? Tiệm mặc đồ bình thường ở nhà thôi. Đi, đi qua phòng. Mẹ lấy đồ khác cho thay cho mặt đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Đi liệt, đi liệt, đi liệt. Thay đồ, thay đồ. Ba, tiệc tùng chú cái gì? Sao chú qua trễ quá vậy? Trễ rồi chạy. Chỉ có một cái là tao để thấy năm nào mà nhà mày có tổ chức tiệc tùng lúc nào tao là cũng người đi trễ hết trơn á. Chú, thấy hồi á, chú nhớ nói giùm con nghe. Nói vụ gì? Thì cái vụ con với em Hương đó, chú hứa với con chú quên sao? Ủa, con hứa rồi. Chú. Ủa, anh Nhật. Yên tâm. Hả? Sao đứng rồi đó? Tới thì vô bạn đi. Vô chứ, tới ăn tiệc mà đứng ngoài lấy gì ăn. Ờ, chào anh ơi. Mới về hả? À? À, ngồi nha anh, ngồi đi. Dạ, dữ ha, hoành tráng ha. Ủa, mấy đứa nhỏ đâu hết trơn người ta? Ừ. Bà ơi, mang rượu ra cho khách nha. Dạ, có, có. Trả lại. Nhỏ nhỏ thôi.
mẹ anh và chị Ngọc. Trời! Hả? Em đã đổi lại hết rồi. Không được, lỡ người khác cũng chú sao? Cái đó thì giờ em lỡ cái đó thì... Thôi, ủa, hai người làm gì đây vậy? Đó có gì đâu. Chuyện nào ông con trai mà. Đúng rồi. Đáng nghi lắm nha. Hồi nãy thấy hai người xù xì to nhỏ gì vậy? Đâu có gì đâu. Chuyện của hai người đàn ông chúng mình. Đừng quan tâm. Đi vô ăn tiệc. Đi. Thôi đi vô ăn tiệc chị. Đi. Ờ. Tao người ngoài tao đi trễ, ông nói tụi bay trong nhà cũng đi trễ. Tiệc tùng gì đâu mà. À, dạ chào, dạ chào. À, chào chào chị. Dạ. Ờ, con. Nè, con qua bển ngồi. Bảo, ngồi với chị. Nguyên qua đây. Qua đây ngồi với chú nè. Đi. Rồi. Ngồi xuống. Đó. Dạ, dạ vui quá. Dạ đây. Nè con. Dạ. Dạ mời anh. Dạ. À, không. À. Dạ này để coi. Dạ. Không, từ từ, đàng hoàng. Đây. Gì kìa. Đang suy tử mà. Đó. Sao mà tự nhiên nhỏ trước lớn sao? Thôi, đi qua con. Rồi, có rượu rồi. À. Rồi, tuyên bố lý do đi anh. À, hôm nay gia đình mình họp mặt tại đây để dự buổi tiệc chia tay với anh Hưng. Ừ. Anh Hưng đây chính là người ơn của gia đình mình. Yeah. Cảm ơn anh đã đến dự buổi tiệc này. Dạ, không có gì đâu. Vui quá. À, bữa nay rất là vui. Vì đó đó cho nên tôi đề nghị là bữa nay là mình không sai không về nha anh bạn. Yeah. À, sẵn đây tôi cũng thay mặt ông bạn già tôi cảm ơn anh Hưng. Nhờ anh về đúng lúc cho nên đã cứu được ông bạn già của tôi đúng dịp. Chứ nếu mà anh về không đúng dịp là coi như ông bạn già của tôi cũng mệt đúng lúc. Thôi ngồi xuống, được rồi. Tại giờ bữa nay ngựa chai nha, mạnh ai nấy uống nha, không uống ai của ai nữa nha. Đúng là cái tiệc hôm nay rất là vui. Nhưng mà anh kêu mỗi một người mà uống hết cái chai này á là tôi thấy nặng đô dữ lắm đó. Trời ơi anh Hưng, đã nói là ngày vui mà phải so tủ lượng với nhau chứ. Anh nói sao với một chai tôi thấy tấm thía gì đâu anh. Tôi còn định uống nhiều nữa để cho tôi sai, để tôi dễ nói chuyện với ông bản nữa. Là bây giờ nên lắc chị Hạnh cho tôi thêm vài chai nha. Dạ. Để tôi uống cho tôi sai tôi dễ nói chuyện với ông bản. Ủa Hai Nhật, hả? Cái chuyện gì mà phải uống sai mới nói được vậy? À, thì chuyện... từ từ nói. Rồi. Nguyên à, con nghe chú Hai nói không, hôm nay con phải uống thiệt nhiều nha. Ở trại gà này con đã bỏ công sức ra rất là nhiều. Ngọc rót cho anh. Dạ rót đi. Được chưa? Rồi rồi vô đi. Rồi 2, 3 vô. Hả? Hả? Uống với tụi con ly. À, không, mẹ uống nước lạnh. Rồi, mời mọi người, cầm đũa. Rồi, chèo. Hôm nay á, là ngày hôm nay nhà cha bản đang ăn nhậu tưng bừng, nên không ai canh chạy gà. Đây là cơ hội tốt nhất của tụi mình rồi đó. Vậy á, mới dễ cho mình hành động. Mình nhớ là ông chủ dặn đó, khóa càng nặng càng tốt. Tụi bay im đi. Muốn bắt cả lũ hả? Nhỏ nhỏ tiếng chút. Đi. Dạ. Anh Hưng. Dạ. Anh đã lo xong hết mọi chuyện anh trước khi anh về Mỹ chưa? Dạ, cũng sắp xong hết rồi anh. Nhưng mà còn một điều á là tôi phải lo cho cái đối tác bên này tìm mua một mấy cái miếng đất để mà xây dựng cái cơ sở sản xuất. Tôi thấy đất bên này tôi thích quá. Cho nên là nếu mà anh á có bạn bè gì bán đất á, anh chỉ giúp cho tôi nha. Được rồi, tôi sẽ nhờ người tìm cho. Dạ. Nha. Dạ. Vô anh. Vô cái đi. Bộ uống nữa hả? Chú Hai vô. À, uống cái gì mà ly không có rượu mà cũng cầm nữa. Anh Nguyên, anh đừng có uống nhiều quá, anh uống ít thôi. Em muốn nghe bà nói hôm nay là ngày vui. Ngày vui của gia đình thì mình phải uống hết mình, đúng không ba? Đúng không Bảo? Đúng rồi đó con, uống đi anh.
Dạ vậy mẹ uống với tụi con ly cho vui. À, không không mẹ uống nước lạnh được rồi. Uống đi con. Uống đi à. Kỳ ra. Trời kỳ. Ngủ à. Gì nhờ chú này. Ừ. Dẫu hỏi không có mùi gì chân nó uống gì đâu mà chưa được uống nước chai thì xỉn mất tiêu rồi. Sao hôm nay uống đủ yếu chứ chắc. Ừ, bởi vậy. Được. Chai. À, chú. Chai của anh Nguyên mà chú. Mượn làm gì vậy? Chai ai nó giữ? Anh cho mượn chai anh. Mẹ. Cái... Chồng. Chồng. Chai ông không có mùi gì chứ. Này, uống hết luôn à. Tức gì? Rửa ghê nha. Hôm nay ông bạn tôi ghê nha. Uống hết luôn à, mạnh hơn tôi luôn à. Ủa sao lại ông yếu gì ông? Kỳ chứ. Chú hai, sao con nhanh xỉn vậy? Chú hai, chị của con. Xỉn gì xỉn rồi đó, xỉn rồi vậy. Chị của con. À, à nhớ rồi, nhớ rồi. Để nói rồi. Mà sai rồi mà nói à. Bây giờ cái chuyện quan trọng mà tôi tính nói với ông không bạn? Chuyện gì? Nói nghe coi. Là cái chuyện của chú hai. Chú hai. Chú. Trời, chú hai yếu mà hồi nào hồi giờ gạt con nói là uống dữ. Chút xíu mà xỉn rồi thôi. Thế đưa chú hai về. Đi chú hai ơi. Vậy kìa. Trời ơi. Nguyên bữa nay nó uống quá nó cũng sai không. Nghĩ rồi. Thôi xin phép chú nha. Đưa Ngọc đưa anh vô nghỉ đi con. Dạ. Mẹ hay là để con. Để Ngọc đưa. Con đây con tiếp chú lại ba đi. Lẹ. Đưa chú hai về nhà nghỉ con. Đi đưa. Đây. Em đi đâu? Đi vô phòng ngủ. Chú hai xỉn rồi, để anh đưa cho anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dạ. Tình nghĩa anh em mình. Ăn đồ gì uống không có xỉn mà buồn ngủ chết luôn. Ừ, chắc là phải buồn ngủ rồi. Nè em ra đi ngủ liền nha. Đó rồi tới phòng rồi. Tới phòng rồi nè. Ủa rồi bên này mà. Ủa anh không có xỉn hả? Anh Nguyên nhưng mà anh nhớ phòng anh bên này. Hả? Không có phải. Phòng anh ở bên này. Đó, đúng hướng anh chị đó đúng không? Hả? Phòng anh bên này. Phòng anh bên này. Phòng anh bên này. Phòng anh bên kia. Trời ơi, nhớ rõ ràng. Phòng anh bên kia xem lại vô phòng này. Anh đã nói là phòng anh bên kia mà. Anh. Em không được hại đời anh nha. Anh Hùng hả? Ai được hại đời anh? Bà. Anh không có xỉn hả? Hả? Anh xỉn nhưng mà ít hơn là buồn ngủ. Hồi nãy anh có nói với em là uống gì vô mà không có xỉn mà buồn ngủ ha. Đi anh đi ngủ đi. Nhưng mà anh chưa có buồn ngủ. Thì anh nằm xuống nhắm mắt lại anh sẽ buồn ngủ. Mà chưa buồn ngủ lắm. Thì anh có nói Anh Nguyên em có sao không anh Nguyên? Anh Nguyên. Xong cái gì mà xong chạy vô toilet ói quá trời kìa. Ói hả? Ừ. Mẹ hình như thuốc là thuốc dởm hay sao. Con thấy anh không có buồn ngủ gì hết á. Dởm gì vậy? Đã ói xong rồi ra cái lăn ra ngủ đùng này vậy. Nhớ nha. Khi mà nó ra con kéo lên giường rồi thực hiện theo đúng như kế hoạch mẹ con tính không? Con biết rồi, con biết rồi. Đi về. Trời ơi, tôi không có cần dặn gì hết. Thôi. Cái gì vậy? Chú con thằng con. Anh Nguyên ơi. Cha sao lâu dữ vậy ta? Con cái này mà cho uống nhiều quá chết mất tiêu rồi. Trời ơi, anh Nguyên ơi. Anh Nguyên làm có sao không anh Nguyên ơi? Anh Nguyên ơi. Anh Nguyên. Anh chết trong đó rồi hả? Trời ơi, bây giờ anh sao rồi? Mình chết còn sống nhăn nhăn là uống gì cũng biết. Ôi quá trời, ôi là bọt trắng bóc mùi thuốc tây không à. Còn có máu nữa. Cái gì? Còn máu hả? Thế rồi. Tin vô cậu. Để em vô con. Ủa?
Ủa đâu có anh Nguyên, mở cửa cho em. Anh Nguyên, mở cửa cho em. Anh Nguyên, mở cửa cho em. Anh đang làm gì vậy? Mở cửa cho em. Anh Nguyên, đi đâu vậy? Chú, anh Nguyên. Anh chạy ra chạy vào trốn cái vụ này. Anh Nguyên, bảo. Anh Nguyên. Chờ em, anh Nguyên. Ê. Dạ? Nè, con làm cái gì vậy? À, hồi nãy con thấy Ngọc Dừa anh Nguyên vào phòng con á. Vô phòng con làm cái gì? Dạ con không biết. Tầm bậy cơ mà. Thì Ngọc có Dừa Nguyên vô phòng Nguyên, rồi Ngọc vô phòng Ngọc, mảnh nào vô phòng nữa đó. Nhưng mà... Nhưng nghĩ gì nữa, thôi đi xuống dưới bếp, phụ mẹ dọn dẹp rửa chén bát đây, đi lẹ lên. Nhưng mà mẹ... Nhưng cái gì không biết nữa con này. Mẹ... Đó, rửa hết chén bát đó đi. Rồi xong á, đem vô trong nhà bếp, lấy khăn lau khô từng cái chén cái đũa cho tôi. Rồi đi ra ngoài này nè, chà lại cái sàn nước không thôi trơn trợt té, hiểu chưa? Dạ. Ừ, rồi còn cái bàn của ba mày với lại bác Hưng á, lát nhậu xong rồi rửa sao. Mẹ ơi, gì? Bình thường con rửa chén mẹ đâu có đứng ở đây canh con đâu. Ủa? Tao đứng đây gọi là canh đó hả? Tao đứng đây tao không mát được không? Rồi chừng nào nóng được quá tao đi tắm. Con sao rồi Nguyên? Chết cha. Chị Hương. Chị tính đi đâu vậy? Chị tính đi vào trong coi anh Nguyên sao rồi. Anh Nguyên không có sao đâu. Hồi nãy chị thoáng thấy Ngọc không dìu anh Nguyên vào phòng của ảnh mà dìu vào phòng của tụi chị. Em nói không sao là không sao mà. Anh Nguyên anh chỉ giả bộ xỉn thôi. Giả bộ xỉn hả? Ừ. Sao em biết? Thì lúc nãy em với anh bàn với nhau là anh giả bộ anh say mà. Vậy là sao? Ôi em không nói được đâu. Chị đi hỏi anh Nguyên đi. Em không nói thì thôi. Bây giờ chị tìm anh Nguyên chị hỏi. Ê, chị đâu vậy? Anh Nguyên đâu có trong phòng đâu. Chưa đâu. Anh ra chạy gà rồi. Đi theo em. Hả? Đi nhanh. Rồi sao không có anh nào đây? Ông làm gì vậy? Sao không ra ngoài tiếp khách đi? Đi kiếm Nguyên. Không có nó trong phòng của gì, nó ở đâu? Thì tụi nó sai xỉn rồi. Biết đâu nó xuống dưới bếp ngủ thì sao? Không có đâu. Hồi nãy tôi thấy rõ ràng Ngọc Diều nó về phòng mà. Nó không có trong phòng này thì... Rồi biết à? Ở bên phòng này. Ê, nè ông. Bữa nay ông làm cái gì vậy? Phòng này phòng của con gái mà. Nguyên, có con chồng không Nguyên? Nè, phòng của con gái mà, ông vô làm cái gì? Vô kiếm nó chứ làm cái gì? Trời ơi, Nguyên. Trời ơi. Ủa sao không có đứa nào lên tiếng gì ta? Thì đó, tôi nói là nhiều khi là tụi nó sai xỉn. Nó kéo nhau xuống dưới bếp ngủ cả lũ rồi thì sao? Con Ngọc với thằng Nguyên kéo xuống dưới bếp ngủ. Ừ. Thôi một khách đi. Mọi đứa kì. Đá. Không có đứa nào đâu. Không có đứa nào ở trong này hết là sao? Thì tôi nói là đâu có đứa nào đâu. Thôi đi ra ngoài tiếp khách đi. Thì tụi nó ở đâu? Bảo. Biểu coi. Dạ. Biểu. Dạ, bà kêu con. Nè, con có thấy anh Nguyễn Thị Ngọc đâu không? Con... Có thấy không? Con... La Nguyên mà hỏi mà ấp áp uống vậy? Con... Bà cái gì mà la nó vậy? Nè, nghe ba hỏi nè. Dạ. Con có thấy anh chị con ở đâu không? Dạ, hai anh chị đi ra chạy gà rồi ba. Cái gì? Ra chạy gà. Nguyễn này nó nguyên cái gì bà? Ai biết? Thôi, đi ra ngoài tiếp anh Hưng đi. Để ảnh ngồi ngoài mình kỳ quá à. Ờ nãy tôi cũng thấy ổng muốn về rồi cho nên là định kêu mấy đứa nhỏ ra chào ổng nè. Ừ vậy thôi đi con. Rồi dạ. Để con dìu ba nghe. Ừ. Yeah.
anh không biết đừng bóng lên bằng cách sẽ không để cho bất kỳ một ai bình an, sẽ bảo vệ con.